Xin chào mọi người, hôm nay em có một số loại lan rừng của khu vực rừng Kon Tum nhé mọi người. Thì hôm nay cũng ít thôi, cũng ít về. Thăng lên các bác, các anh chị nào chúng ta có nhu cầu siêu cao tầm những cái loại lan hoa đẹp ở rừng Kon Tum về chơi hoa, chơi Tết thì có thể mua trong đợt này nhé mọi người. Và bác nào chưa đăng ký kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơn Ra Bắc Tây Nguyên thì có thể nhấn nút đăng ký và nút chuông để có gì ủng hộ em nhé. Em sẽ thường xuyên đăng những cái loại lan đặc biệt của rừng Kon Tum lên kênh. Rồi, và hôm nay thì em xin giới thiệu mọi người là em có thứ nhất là có được ít dê giả hạt đây. Thì có loại giả hạt thì có loại 150, thì có dê số 1, số 2 thì mỗi dê giá 150 nha. Đây là những dê to khỏe về đủ khả năng ra hoa rồi, sắp tới mọi người về chờ sổ hoa thôi. Tiếp theo là có dê loại 200.000 thì lớn hơn tí, là có 3, 4, 5 nha. Rồi và cuối cùng là có dê 300.000 là dê lớn nhất, thân tơ rất là dài. Đó, thì có giá là 300.000. Đó. Rồi, ngoài ra thì em còn một số loại lan khác nữa. Ví dụ như là một cái dê kim điệp xuân nè, cái dê đã dê bonsai nhé mọi người, rất đẹp, 200.000 nha. Bạn nào sưu tầm về chơi bonsai. Rồi có một phần này gọi là cẩm báo nha mọi người, cẩm báo được 1 2 3 dê ha, 3 dê cẩm báo thì có giá là 100.000. Rồi và tiếp theo nữa là sang em có một cái phần hai hồng nhé mọi người. Đây là một cái hai rất quý của khu vực rừng Tây Nguyên. Đó, hoa cực kỳ đẹp luôn, hoa thường nở vào dịp đầu xuân Tết á. Đó, phần này thì có giá là 250 nhé mọi người, 250 một phần đây. Rồi, tiếp theo nữa thì em có một số cái dê hoàng phi hạt cho các bác anh chị chúng ta về chơi hoa Tết luôn nha. Hoàng phi hạt là một cái loại lan nở Tết nha mọi người. Hoa cực kỳ sai luôn. Cái hoàng phi hạt rừng Kon Tum phải nói là hoa sai thơm. Rồi, đầu tiên là dê hoàng phi hạt số 1 giá 350 nè, dê rất lớn đó nha. Giờ này về chơi Tết tẹt ga luôn. Tiếp theo lại 200.000 thì em có dê hoàng phi hạt số 2 giá 200. Rồi hình hoàng phi hạt số 3 thì có tới 2 dê luôn. Đó thì có giá 200 và cuối cùng là có dê hoàng phi hạt số 4 giá 150. Đây về cho mọi người làm được cái chậu nha. Được 3 thân tơ luôn. 3 4 thân tơ vậy. Rồi, ngoài ra thì em còn có hai cái dê kiếm nha mọi người. Đó, hai dê kiếm rất là to của rừng Kon Tum. Đây như là cái dòng kiếm Bicolor, kiếm Bicolor rừng Kon Tum nha. Thì có một dê bự số 1 này giá 200.000. Và về số 2 giá 300.000, mọi người mua về chúng ta chăm chơi cho xanh vườn nha. Đó, toàn cái bụi to khủng à, về làm chậu rất đẹp nha. Rồi, ngoài ra thì em còn có một cái phần hạt đỉnh nâu hồng nha mọi người. Đây là một cái loại hạt đỉnh rất đặc biệt rừng Kon Tum và đợt này thì có cây có hoa luôn nè cho mọi người xem. Thằng này mới lúc đầu ra thì cánh nó hồng hồng. Đó, sau dần dần nó chuyển sang nâu mọi người. Đó, đẹp không? Rồi. Phần đây thì có giá là 200.000 nha mọi người. Đó, còn ít phần đây, bán phần để rẻ cho mọi người sưu tầm 200.000 thôi, nguyên phần đó. Rồi, bây giờ em sẽ quay cụ thể lần lượt từng hình thì mọi người mua hình nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nhé mọi người. Đó. Rồi. Đầu tiên là giả hạt nha. Giả hạt. Đây, hình số 1 có giá là 150 nha mọi người, nhìn cái thân tơ nè. Đó, thằng này về sắp tới thì nó sẽ ra hoa luôn. Về nó được khá nhiều thân già, 1 2 3 thân già. Có một cái đây cái bộ rễ nó thì còn cái mảng những cái vỏ cây trong rừng nó bám chung nè. Về này thì được bà con bóc ra từ trong rừng về. Về số 1 giá là 150 nha mọi người. Rồi. Đây, giá hạt đã côi hết nha mọi người. Tiếp theo là sang hình số 2. Đó, hình số 2 này thì được 1 2 3 thân già và một thân tơ đây, thân tơ là thân em đang cầm nha. Sắp tới cây nó sẽ sổ hoa trên thân này. Đó. Về mọi người chơi cái cảm giác chơi lan rừng Kon Tum rất là hay, nó rất là đa dạng về kiểu hoa. Nên mọi người về chờ sổ hoa rất hồi hộp mọi người, mỗi cây nó ra mỗi kiểu khác nhau lắm. Bác nào hên hên ra được mặt hoa đẹp thì họ phải nói luôn. Rồi, tiếp theo là sang là 200.000 thì em có về đầu tiên là về số 3 nhé, thân tơ là thân này. Thân tơ là em đang cầm đây, sắp tới sổ hoa thân này nha. Thân da thì rất nhiều, 1 2 3 4 5, 5 cái thân da luôn. Về số 3 giá 200.000 nha mọi người. Theo là sang hình số 4, hình số 4 200.000 luôn. Được 1 2 3 4, 4 cái thân già nha. 4 thân già và thân tơ là thân em đang cầm đây. Sắp tới sẽ ra hoa thân này nha. Tơ khá là dài. Về số 4 giá 200. Tiếp theo là sang về số 5 giá 200.000 luôn. Giờ này nó còn dính khúc cây khô nè trong rừng nè mọi người. Được 1 2 3 thân già và một thân tơ. Thân tơ thì đang còn chít lá nha. Đây. Thằng này rất là dài rồi. Về số 5 giá 200. Rồi, cuối cùng là về này là về số 5 đi, còn đây là về số 6 nha. Đó, về số 6 giá 300.000. Về số 6 này thì này em ghi nhầm á, nó là về số 6 mọi người, lưu ý nha. Rồi, về này thì cái thân tơ nó là thân này nha, tơ rất là dài luôn. Đây mọi người thử xem nè. Dài,
khỏe. Đặc biệt là nó có rất nhiều thân già luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái thân già nha. Mấy thân già đây về mọi người, thời cắt ra ươm kỳ kích kỳ à, rất là hay, nó sẽ ra mầm mới nha mọi người à. Còn cái thân tơ đây thì chúng ta sẽ sắp tới được ngắm hoa sổ hoa thân này luôn đó, nguyên mạng bóc rừng mới về nè mọi người. Rồi về số 5 giá là 300.000. Rồi xong giả hạt, tiếp theo là em sang một số loại lan khác à. Có một cái dê đây, đây là một cái dê kim điệp xuân nhé mọi người. Dê rất là nù mập và đặc biệt là cái dê này cực kỳ hiếm thấy luôn. Thường kim điệp xuân nó chỉ có 1-2 thân tơ mọi người. Kiếm được cái dê to to nhiều thân tơ này rất là khó. Và đặc biệt là nó kiểu bonsai luôn luôn ngắn ngắn mập mập, kiểu chơi tiểu cảnh mọi người ha. Cái dê này thì nó cũng không có to, nhưng mà được cái là nó mang cái tính chất là nghệ thuật rất là nhiều. Đây mọi người nhìn xem ha, về treo luôn. Dê này giá 200 nhé. Mọi người cục này thì khá là nặng, nếu mọi người mua thì em sẽ đóng gói hộp xốp gửi ship thương nhé mọi người. Thường thì tầm cỡ 3-4 ngày sau là tới, từ lúc gửi. Rồi tiếp theo là hài hồng. Hài hồng đây là một cái giống lan hài rất là quý ở rừng Tây Nguyên à, hoa thường nở vào cái dịp Tết à, hoặc là sau Tết tí. Đó, đây mọi người xem, hôm nay thì em được một phần hài hồng đây. Loại này thì rất nổi tiếng nha mọi người, rất nổi tiếng của Tây Nguyên. Hoa cũng phải nói thuộc dạng một trong số những cái loại lan hài đẹp nhất ở khu rừng Tây Nguyên này luôn á. Mọi người có thể lên Google chúng ta search tìm hiểu về cái màu hoa của lan hài hồng này nha. Rồi à, được một cây nè, hai cây nè, ba cây nè, bốn cây nè, năm cây nè, sáu cây nè, bảy cây nè, tám cây nè, chín cây nè, này một bụi nè, mười, rồi mười cây, có mười cây ha, 250 mọi người ha. Rồi mọi người mua về làm giống nha. Tiếp theo là em có phần đây, bán 100.000 phần mọi người. Cái này là lan cầm báo nha à, hoa lá rất là dày, hoa to và cực kỳ bền hoa luôn mọi người. Hoa cầm báo thì rất là đẹp, hoa nhìn giống như cái da con báo vậy. Rồi à, đây phần đang 100.000 thôi nha. Rồi bán về mua về làm một chậu lớn lớn chúng ta chơi ha, cầm báo. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là em có ít dê hoàng phi hạt cho mọi người về chơi Tết nha. Đây là một cái loại lan rừng nở hoa Tết và đặc biệt là cái hoa nó nở rất là bền, nở cả tháng luôn mọi người. Mà mỗi lần nó ra hoa là thành một cái chùm lớn luôn. Rồi dê hoàng phi hạt số 1 giá là 350 nha mọi người. Đây được một thân tơ để chơi hoa nè, hai thân tơ để chơi hoa nè, thân này cũng chơi hoa được nè, ba thân nè, bốn thân nè, năm thân nè, thân này chơi hoa luôn nha, sáu thân nè, bảy thân, rồi bảy thân chơi hoa, thân đây cũng chơi hoa được nè, tám thân, bảy tám thân chơi hoa luôn. Đó, nguyên dê đây, hàng rừng công tâm hoàng phi hạt rất là hiếm thấy nha. Dê hoàng phi hạt số 1 giá 350 mọi người. Đó, bán nào mua chậu đây về chơi hoa Tết đã lắm. Tiếp theo là em sang dê số 2, dê hoàng phi hạt số 2 này giá 200.000. Đó. Thì đây số 1 thân tơ để chơi hoa Tết nè, hai thân tơ chơi hoa Tết nè, ba thân tơ, bốn thân tơ, năm thân tơ, sáu thân tơ để chơi hoa Tết luôn mọi người. Giờ này giá 200.000 thôi ha. Cây nó bắt đầu dần dần nó sụt lá để chuẩn bị Tết ra hoa rồi. Rồi tiếp theo là sang hoàng phi hạt số 3 thì được hai dê nhé mọi người, một dê nè. Dê thứ nhất thì được 1-2 thân tơ để chơi hoa Tết nè. Dê số 2 cũng vậy, 1-2-3 thân tơ chơi hoa Tết, tính ra cũng được tổng 5 nhé mọi người. Rồi này 200.000. Rồi tiếp theo nữa là sang hình số 4, giá 150 nha. Được 1, 2, 3, 4 4 cái thân tơ để chơi hoa luôn nha mọi người. Rồi mọi người làm chậu nhỏ nhỏ về chơi hoa Tết, kiếm khúc gỗ lũa nào đẹp đẹp chúng ta ghép vào cũng được. Hoàng phi hạt số 4 giá là 150. Tiếp theo là sang kiếm thì em có hai bụi kiếm rất là lớn. Đây về mọi người trồng làm vài bụi chơi cho xanh vườn nha. Rồi kiếm đây là dòng kiếm bicolor của rừng tâm. Đó, hoa rất là sai bông và đặc biệt cái dề lớn, lá nó không to nữa mọi người. Rồi dề này có giá là 200.000 nha, 100.000 đây, bụi khá là bự. Rồi nguyên bụi đây luôn nhé mọi người, rất to ha, có 200 thôi. Rồi sang dề kiếm số 2, dề kiếm 2 thì khủng nữa. Đây người xem nè, to đùng dạ mang luôn, có 300.000 thôi. Rồi về làm một chậu bự 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 chơi cho đẹp nha mọi người. Thằng này thì chưa biết mặt hoa, hàng này chưa biết mặt hoa, hoa sổ số thôi ha. Về mọi người chăm biết đâu ra hoa đẹp. Giờ số 2 giá 300 nha, kiếm số 2. Rồi và cuối cùng thì em có một cái phần hạt đỉnh nâu hồng đây.
Thằng này mới nở thì cánh nó hồng hồng, xong dần dần này nó chuyển qua nâu nữa mọi người. Đây nè, mọi người thấy không? Đó, xong dần dần nó chuyển qua nâu, rất đẹp, đậm đẹp ha. Mai này có cái này làm mẫu cho mọi người xem mặt hoa luôn. Rồi, nguyên một phần này giá 200 ngàn thôi. Đây, rất là nhiều. Đó. Về mọi người tha hồ trồng, đa số thì nó lên mâm rồi nè mọi người. Đa số nó lên mâm sẵn đó. Đó, rễ lên mâm rồi nè. Đó. Về mọi người chỉ biết chăm và chờ mâm nó lớn thôi. Đó. Rồi, nguyên phần này giá 200 ngàn thôi nha. Rồi, em đã quay xong cái lô lan ngày hôm nay. Thì mọi người thích loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ.